Rồi, mình xin kính chào các anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến em một cặp loa có đến từ hãng Yoner. Chó nó có model là S99T, đánh hai cậu bi quay, đánh bi quay. Thì lúc sau thì em sẽ làm clip up hình ảnh chi tiết. Giờ chỉ clip lúc này là em làm cho anh em coi xem nội thất bên trong nó là gì ha. Rồi, em đã mở sẵn ốc ra rồi. Giờ em chỉ mở ra thôi cho anh em xem bên trong ha. Thì nói chung là lo thì em mê lo. Lo thì bất cứ lo nào về em cũng đều mở ra em khám phá em coi hết. Mọi người cái cấu tạo lo nó như thế nào. Đây cái máy này thì một bộ phân tầng rất là khủng. Còn những tụ cao cấp, tụ đồng cao cấp và những cái chạm rất là khủng, những sợi điện cũng rất là to. Thì em này có kích thước là cao gần 1 mét thôi. Đó. Và này là sau là tụ của nó. Đây. Em nó sử dụng hai cái bát 20 và một cái chép đơm cũng rất là lớn. Và một cái củ rất là khủng khiếp. Nó bắt được bắt với giữ những con ốc lục giác rất là to nè. 4 con, một cái là 4 con. Đó. Rất là mới luôn, bên trong rất là mới luôn. Đó, anh em có thể kỹ lên. Anh em sẽ thấy. Rồi lên nè. Cái củ rất là to, rất là hậu, rất là sâu. Sâu kinh khủng luôn á. Bởi nay em này cho nó với tiếng bass rất là đầy và tròn tiếng thì rất là hay luôn. Đây còn đây ốc là ốc bắt con chép. Chép thì nó bị che lại là mình không thấy cái củ chép, nhưng mà củ cũng rất là bự, nó cũng dạt. Còn dạt dạng củ từ ống bơ như thế này. Củ rất là to và hậu, rất là sâu. Đó. Sườn nhâm đốc hết. Rất là dày. Đó là kinh khủng luôn. Anh em có thể xem cái cụ từ rồi. Cụ từ nó khoảng hơn 10 phân á. Chiều ngang thì khoảng tầm 10 14 phân. Sâu vô khoảng 12 13 phân vậy đó. Rất là sâu ha. Nó làm con hốc thì em nó quay vô cũng hơi bị khó. Đó, đây rất là sâu. Cái bên đây cũng vậy. Cái này thì mình dòm ở dưới dòm lên thôi. Đó, nè thấy không? Rất là khủng. Thùng thiết kế rồi rất là chắc chắn. Lo bắt với những con ốc rất là to tướng. Rồi, thì clip sau em sẽ làm cái clip test cặp lo này ha. Thì cặp lo này em đang bán với giá là 12 triệu đồng, em bao ship tận vườn. Anh em chuyển đủ 12 triệu là em bao ship tận vườn.